Đi ngủ đi đi. Sao em không ngủ? Em nhớ ba này. Cáo quả là biết nhìn nhận. Mình đúng thật là con chim xinh đẹp nhất. Ngủ đi nhé. Cho baby đi ngủ nhé. Tắm đi. Ăn no rồi đi ngủ nhé. Nào đi làm đây qua rồi ngủ nào. Nào baby ơi. Ngoan em ơi. Nào baby ngoan. Baby ngoan. Ngủ qua xong rồi chị đọc chuyện cho baby nhá. Bình thường bố có đọc chuyện cho baby không? Nào chị đọc chuyện nhá. Bị ơi. Nào chị đi lấy chuyện. Nào đi ra lựa chuyện nhá. Đọc chuyện nào bây giờ? Nào thích chuyện nào chị đọc cho nhá. Tập phải đi ngủ nhá. Đọc chuyện này nhá. Quả và cáo nhá. Chuyện cho đi ngủ. Ngủ mai rồi ngủ một phát là bỏ về luôn nhé. Đây, nằm xuống. Chồng ngoan chị đọc chuyện cho đi nhé. Quả đen mà cá cho đi nghe nhé. Một hôm, quả đen ăn trộm được một miếng thịt to, vừa béo vừa thơm. Quả định bụng sẽ từ từ để lâu hết. Không ngờ cáo tham lam đã phát hiện ra. Chị quả ơi, mấy hôm không gặp, trông chị càng ngày càng xinh đẹp. Giá mà chị cất lên tiếng hát thì đúng là hoa hậu của các loài chim. Nghe lời cáo nịnh nọt, quả sướng lắm. Cáo quả là biết nhìn nhận, mình đúng thật là con chim xinh đẹp nhất. Cáo săn sảo nhìn thấy quả đen không động tĩnh gì, lại nói tiếp: em thật bái phục chị, giá mà chị hát cho em nghe thì thật là không còn gì bằng ấy. Lời nói ngon ngọt của cáo cuối cùng cũng đã làm cho quả đen siêu lòng. Nó há mỏm định cất tiếng hát, ngờ đâu quả vừa há miệng, miếng thịt rơi xuống đúng ngay vào mồm cáo. Thế là quả bị mất miếng thịt ngon của mình rồi. Chỉ đọc tiếp chuyện muỗi và sư tử nhé. Một hôm, muỗi ra ngoài hóng mát, không ngờ gặp phải sư tử. Sư tử gầm lên: bãi cỏ đẹp này là của ta, con muỗi bé nhỏ kia không được phép bén mảng đến, chỉ có ta mới được ở đây thôi. Muỗi nghe sư tử nói, tức lắm. Mình không thể để sư tử xem thường mình được. Mình phải quyết chiến một phen. Nghĩ vậy, muỗi bay vù vù thẳng đến sư tử. Sư tử thấy tức cười. Chúa sơn lâm như nó thì con muỗi bé nhỏ này làm được gì cơ chứ. Muỗi không hề nao núng, lúc thì đốt vào tai, lúc thì đốt vào mắt, liên tục tấn công sư tử. Sư tử dùng đuôi đập muỗi, nhưng muỗi tránh được và châm một phát vào trán sư tử. Sư tử đau quá, dùng tay đập muỗi, nhưng muỗi đã bay đi từ lúc nào. Rốt cuộc, tự mình đánh mình, đau ơi là đau. Muỗi bay một vòng, rồi bất ngờ chui vào mũi sư tử, khiến sư tử thức phát điên lên, gầm thét ầm ĩ. Cuối cùng, sư tử không chịu được nữa, đành phải đầu hàng muỗi. Bibi nghe như chuyện có hay không? Em ngủ đi em nhé. Bibi ngủ đi. Ngủ ngoan nhé. Ngủ ngoan xong nhắm ngủ một giấc cái là bố về luôn nhé. Em ngủ đi em. Ngủ đi chị đọc. Bi ơi, Bi nằm xuống ngủ nhé. Chị đọc hết chuyện rồi mà. Bi nằm xuống ngủ đi. Đến giờ đi ngủ rồi. À, Bi nằm xuống ngủ nhé. Sao? Sao mà em không ngủ? Sao em không chịu ngủ? Sao em không chịu ngủ? Đi ngủ đi đi. Sao em không ngủ? Em nhớ ba này. Ngủ đi nhé. Ngủ đi. Ngủ đi xíu bác bây giờ. Đi ngủ ngoan nhé. Để bác không buồn. Đi ngủ nhé. Chị bé đi ngủ nhé. Để Mi ngủ nhé. Cho Mi ngủ nhé.
Ôi, nào ngoan, đi ơi ngoan. Đi ngủ ngoan nhé. Nào, đi ngoan, đi ngủ nhé. Nào, chị Bình đi ngủ. Nào, em ngoan, em đi ngủ. Bé ngủ đây này. Gối xanh yêu thích đây. Ngủ đi. Bi ơi, em ngủ đi. Em nằm xuống em ngủ nhé. Sao? Em nhớ ba hả? À, Bi nằm xuống ngủ nhé. Nào. Đây em nằm xuống, em nào em ngủ ngoan. Chị vỗ cho ngủ nhé. Xoa lưng cho ngủ nhé. Ngủ đi. Em ngủ đi. Bi nằm im ngủ ngoan nhé. Ngủ ngoan xíu ba về giờ. Ba về luôn nhé. Bé ơi ngủ đi. Đêm đã khuya rồi. Ngủ đi Bi ơi. Bi ơi ngủ đi. Bi ngủ đi Bi ơi. Nhắm mắt vàng ngủ đi. Nhắm mắt vàng ngủ. Nhắm mắt vàng ngủ. Ngủ mai thì bố mới yêu, bố mới về. Bi ơi, Bi ra đi ngủ đi. Sao em mãi em không chịu ngủ thế? Em nhớ bố à? Bi ơi, em nhớ ba hả? Chị lấy video của ba ra cho Bi xem nhé. Bi nhé. Lấy video của ba nhé. Nhé. À. Ai đấy? Thấy ai không? Thấy ai không? Thấy ba quay không? Đấy, ba ngồi đấy, đi ngủ nhé. Ba ngủ ngon chưa? Đi nhìn ba ngủ rồi đi ngủ theo ba nhé. Đi ngủ đi. Ngủ đi nhé. Nhìn này, ai đây? Bi làm gì đấy? Mày Bi ngủ cạnh ba này. Ngủ ngon chưa? Ba và Bi đấy. Em ngủ chưa? Giống ngủ nhé. Đây chị bảo ba cho xem nhé. Đây đây đây. Đây Bi xem ba rồi Bi ngủ này. Ba ngủ rồi này, Bi ngủ đi. Ba ngủ rồi đấy. Em ngủ đi.